Quyển 71, thứ 13, Thành Vạn Địa, phần 5. Lại nữa có 7 chủng nghĩa: 1. Nghĩa nên khai hiển. 2. Nghĩa nên nhiếp lấy. 3. Nghĩa nên tránh xa. 4. Nghĩa nên dẫn dắt. 5. Nghĩa nên ngăn ngừa. 6. Nghĩa nên thọ trì. 7. Nghĩa nên phát triển. Lại có 7 chủng hỷ: 1. Hỷ do văn dẫn. 2. Hỷ do từ dẫn. 3. Hỷ do tu dẫn. 4. Hỷ do lìa cái dẫn. 5. Hỷ do lợi nghị dẫn. 6. Hỷ do tự nhớ nghĩ công đức dẫn. 7. Hỷ do không biết đủ và những điều hạ liệt dẫn. Lại nữa có 5 chủng pháp: 1. Pháp giáo. 2. Pháp hành. 3. Pháp nhiếp thọ. 4. Pháp thọ dụng. 5. Pháp chứng đắc. Lại nữa có đầy đủ 3 chủng đức mới được gọi là người thiện xạ: 1. Đức do cung. 2. Đức do tên. 3. Đức do chúng đích. Đức do cùng có 2: 1. Tánh dẫn dắt. 2. Khéo dụng dốt giáo. Đức do tên có 1: khéo dụng dốt giáo. Đức do chúng đích có 3: 1. Dốt giáo công xảo. 2. Thường luyện tập công xảo. 3. Học thầy công xảo. Lại nữa, giáo Như Lai có 3 chủng: 1. Giáo trường thời. 2. Giáo không gián đoạn. 3. Giáo không trùng thuyết. Lại nữa, vô lượng giáo pháp Như Lai đều do 3 chủng lý thú: 1. Do lý thú nghĩa sai biệt. 2. Do lý thú văn sai biệt. 3. Do lý thú khó giải thích sai biệt. Lại nữa, người đi du hành cần phải có 5 đối trị: 1. Đối trị ánh sáng nóng bức. 2. Đối trị khó khăn nguy hiểm. 3. Đối trị sông lớn. 4. Đối trị sa mạc. 5. Đối trị thân mỏi mệt. Lại nữa, có 2 chủng tướng giới năng sanh đường thiện: 1. Nhiếp thọ giới. 2. Không khuyết giới. Lại nữa, kẻ thọ dụng dục trong hiện pháp có 3 chủng nghĩa: 1. Truy tìm tài bảo. 2. Giữ gìn tài bảo. 3. Đắm trước thọ dụng. Lại nữa, có 2 chủng thọ mạng biến hoại: 1. Biến hoại thô. 2. Biến hoại tế. Phần vị biến hoại cũng có 2 chủng thô và tế. Lại nữa, trí có 2 đức: 1. Nghĩa chánh hành đức. 2. Tự tánh đức. Nghĩa chánh hành đức: chánh hành nhanh chóng, chánh hành quyết định và chánh hành vi tế. Tự tánh đức đó là ở định địa không còn thối chuyển, đã khéo tu tập suốt thế gian, nơi sở hành của chính mình không còn bị ngăn ngại, vượt hơn tất cả thiện căn đồng loại, vượt hơn tất cả thiện căn loại khác. Lại nữa, có 3 đoái luyến cần phải tu 4 niệm trụ mới năng đối trị: 1. Đoái luyến trợ bạn. 2. Đoái luyến lợi dưỡng. 3. Đoái luyến hậu hữu. Lại nữa, vì gia hạnh, vì hiện quán, vì tương tục, đối với trị dục tham vô minh là gia hạnh, hiện kiến an lập, phi an lập đế là hiện quán, đã ly dục, chưa ly dục là tương tục. Lại vì y, vì địa, vì phẩm, vì chưa tu định, vì đã tu đắc, vì chưa đắc, vì chỗ nương thành tịnh chướng, vì tăng ý thành tịnh chướng, vì đối trị chướng kia. Lại nữa, như đã thuyết về 6 chủng hiện quán, đó là từ tư hiện quán cho đến cứu cánh hiện quán. Hỏi: từ hiện quán có tướng thế nào? Đáp: nếu có người thành tựu từ hiện quán, năng quyết định thấu rõ các hành vô thường, tất cả hành khổ, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh, đã được an trụ địa vị dị sanh rồi, đã năng chứng đắc quyết định như vậy, không bị các sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm và các dạng khác không như pháp dẫn đoạt. Hỏi: tín hiện quán có tướng thế nào? Đáp: nếu có người thành tựu tín hiện quán, hoặc là dị sanh, hoặc chẳng phải dị sanh, hoặc trong hiện pháp và trong hậu pháp chọn không hư vọng, xưng khen vị thầy nào khác ngoài bậc đại sư, pháp nào khác ngoài pháp thiện thuyết, tăng nào khác ngoài chánh hạnh tăng. Hỏi: giới hiện quán có tướng thế nào? Đáp: nếu có người thành tựu giới hiện quán, chọn không làm và cũng không cố tâm hành các sự phóng dật như đoạn mạng bàng sanh, hoặc chẳng cho mà lấy tập hành tà dục, biết mà vọng ngữ, uống rượu. Hỏi: hiện quán trí đế hiện quán có tướng thế nào? Đáp: nếu có người thành tựu hiện quán trí đế hiện quán, chọn không còn nương các vọng kiến khiến sanh khởi hành động, không ở nơi chứng đắc của mình mà sanh nghi hoặc, không ở nơi các chỗ sanh xứ mà bị tham nhiễm, không ở nơi các tướng thế tục hiện hành cho là thành tịnh, không còn tạo tác nghiệp trong đường ác, phỉ báng thành phần độc giác đại thừa, hà hướng năng tạo các nghiệp vô gián hại cha mẹ, cho đến không năng sanh hữu thứ 8. Hỏi: hiện quán biên trí đế hiện quán có tướng thế nào? Đáp:
Nếu có người thành tựu hiện quán biên trí đế hiện quán cho không sanh khiếp sợ trước nạn cật vấn của người, hỏi kiều cánh hiện quán có tướng thế nào? Đáp, nếu có người thành tựu kiều cánh hiện quán chọn không phạm trở lại năm xứ, cũng không làm cho đến cố hại mạng bằng sanh, chẳng cho mà lấy, hành phi phạm hạnh, tập pháp dầm dục, biết mà vọng ngữ, tích chứa đầy đủ tài bảo, đầy đủ diệu dục để thọ dụng, cũng không khiếp sợ việc không thể ký, cũng không vọng tính chỗ có vui khổ của mình làm, của người làm, của mình người cùng làm, của chẳng phải mình, chẳng phải người làm, không nhân mà sanh. Hết thải loại như vậy gọi là các tướng hiện quán. Hỏi thế nào là tự tánh tư hiện quán? Đáp, tuệ do tư phẩm thượng mà thành tựu là tự tánh, hoặc do đầy, hoặc đầy đồng hành pháp bồ đề phần là tự tánh. Hỏi thế nào là tự tánh tín hiện quán? Đáp, tín thế gian xuất thế gian thành tịnh duyên cảnh tam bảo phẩm thượng là tự tánh, hoặc đầy đồng hành pháp bồ đề phần là tự tánh. Hỏi thế nào là tự tánh giới hiện quán? Đáp, nghiệp thân ngữ mà bậc thánh yêu thích là tự tánh, hoặc đầy đồng hành pháp bồ đề phần là tự tánh. Hỏi thế nào là tự tánh hiện quán trí đế hiện quán? Đáp, duyên cảnh tuệ phi an lập đế là tự tánh, hoặc đầy đồng hành pháp bồ đề phần là tự tánh. Hỏi thế nào là tự tánh hiện quán biên trí đế hiện quán? Đáp, duyên cảnh tuệ an lập đế là tự tánh, hoặc đầy đồng hành pháp bồ đề phần là tự tánh. Hỏi thế nào là tự tánh cứu cánh hiện quán? Đáp, tận vô sanh trí là tự tánh, hoặc đầy đồng hành pháp bồ đề phần là tự tánh. Hỏi sáu hiện quán đây bao nhiêu thuộc hệ buộc dục giới cho đến bao nhiêu không hệ buộc? Đáp, chỉ một thuộc hệ buộc dục giới, một phần của một chủng hệ buộc dục giới, hoặc hệ buộc sắc giới, hoặc hệ buộc vô sắc giới, một phần còn lại của chủng trên cùng với ba phần khác. Bốn đây là chẳng hệ buộc, một thông cả hệ buộc và không hệ buộc. Hỏi sáu hiện quán đây bao nhiêu nương vị trí, nương khả đắc, bao nhiêu cho đến nương vô sở hữu xứ, nương khả đắc. Đáp, một nương chẳng phải nương khả đắc, còn lại nương tất cả, nương khả đắc, lại ba nương, năm nương, sanh một phần của một chủng cũng vậy. Hỏi, nếu hiện quán trí đế hiện quán, vì lìa các nhóm tướng nên gọi là vô phân biệt, sao nói là nương có tầm có tứ, nương khả đắc? Đáp, do kia tư duy tầm tứ toàn phần tịnh lự chân như mà nhập nơi định, cho nên tuy nương có tầm có tứ tịnh lự khả đắc, nhưng chính là lìa tướng vô phân biệt. Hỏi các hiện quán đây bao nhiêu duyên thế tục đế, bao nhiêu duyên thắng nghĩa đế? Đáp, một và một phần của một chủng duyên thế tục đế, một không sở duyên, hai và một phần một chủng duyên thắng nghĩa an lập đế, một và một phần một chủng duyên thắng nghĩa phi an lập đế. Hỏi các hiện quán đây bao nhiêu hữu tướng, bao nhiêu vô tướng? Đáp, bốn hữu tướng, một vô tướng, một cũng hữu tướng cũng vô tướng. Hỏi các hiện quán đây bao nhiêu hữu phân biệt, bao nhiêu vô phân biệt? Đáp, như hữu tướng vô tướng thì hữu phân biệt vô phân biệt cũng vậy. Hỏi các hiện quán đây bao nhiêu đồng hành hỷ, bao nhiêu đồng hành lạc, bao nhiêu đồng hành xả? Đáp, đầu tiên chỉ đồng hành hỷ, còn lại đồng hành thông cả hỷ lạc xả. Hỏi các hiện quán đây bao nhiêu là đối trị hoại, bao nhiêu là đối trị đoạn, bao nhiêu là đối trị trì, bao nhiêu là đối trị phần xa? Đáp, chỉ có hai là đối trị hoại, một thông đối trị đoạn trì phần xa, một thông đối trị trì phần xa, hai chẳng phải đối trị. Hỏi các hiện quán đây bao nhiêu là đối trị đổi phục các triền, bao nhiêu là đối trị vĩnh viễn hại tùy miên? Đáp, ba là đối trị đổi phục các triền, một đồng cả hai đối trị, hai đều chẳng phải hai đối trị kia. Hỏi các hiện quán đây bao nhiêu là đối trị đoạn phiền não phẩm duyến trùng thượng của các địa? Đáp, một, còn lại là thuận theo đây, là trợ bạn cho đây, chẳng phải đối trị đoạn. Hỏi, sáu hiện quán đắc chín biến tri, đoạn trừ phiền não kiến khổ, tập sở đoạn hệ buộc dục lập biến tri thứ nhất, đoạn trừ phiền não kiến khổ, tập sở đoạn hệ buộc sắc vô sắc lập biến tri thứ hai, đoạn trừ phiền não kiến diệt sở đoạn hệ buộc dục lập biến tri thứ ba, đoạn trừ phiền não kiến diệt sở đoạn hệ buộc sắc vô sắc lập biến tri thứ tư, đoạn trừ phiền não kiến đạo sở đoạn hệ buộc dục lập biến tri thứ năm, đoạn trừ phiền não kiến đạo sở đoạn hệ buộc sắc vô sắc lập biến tri thứ sáu,
Đoạn trừ hạ phần kiết lập biến chỉ thứ 7, đoạn trừ tham sắc lập biến chỉ thứ 8, đoạn trừ tham vô sắc lập biến chỉ thứ 9. Hỏi sáu hiện quán đây đắc bao nhiêu quả biến chi? Đáp: một đắc chín quả biến chi, còn lại chẳng đắc quả kia. Hỏi các hiện quán đây năng là đối trị đoạn phiền não, tức phiền não sanh rồi mới khởi đối trị đoạn, hay là chưa sanh? Đáp: đây chẳng phải chưa sanh, tuy nói đã sanh nhưng chẳng phải lúc sau mới khởi đoạn. Nên biết lúc phiền não đoạn và lúc đối trị sanh đồng thời diễn ra, tức lúc bấy giờ giả thi thiết nói đối trị sanh rồi các phiền não đoạn.